Thưa quý vị, ông Nguyễn Quang Tuấn, 32 tuổi, con trai bà Nguyễn Phương Hằng xác nhận đã có đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, xin đặt số tiền 10 tỷ đồng đảm bảo bằng nhằm thay thế biện pháp ngăn chặn cho mẹ được tại ngoại và điều trị bệnh. Mặc dù đặt tiền để đảm bảo là một biện pháp ngăn chặn được quy định, nhưng được chấp nhận hay không thì lại phải căn cứ vào tính chất và mức độ hành vi phạm tội. Cụ thể trong đơn ông Nguyễn Quang Tuấn sinh năm 1990 ngụ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh trình bày bà Nguyễn Phương Hằng phạm tội lần đầu. Nhân thân tốt, chưa có tiền án, có địa chỉ cư trú rõ ràng. Trước khi bị bắt có nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều cơ quan tổ chức xã hội về hoạt động từ thiện. Sau khi bị bắt cũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức được sai phạm và cam kết không tái phạm. Ngoài ra, ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết bà Nguyễn Phương Hằng đang phải điều trị nhiều bệnh cao huyết áp, rối loạn lo âu, tiền đình, thiếu máu, mất ngủ kéo dài, u sơ tử cung. Do vậy ông Tuấn xin được đặt số tiền đảm bảo là 10 tỷ đồng để thay thế biện pháp ngăn chặn cho mẹ mình cho đến khi kết thúc vụ án. Theo luật sư, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố khung hình phạt từ 2 tới 7 năm tù. Theo phân loại, đây là loại tội nghiêm trọng, pháp luật tố tụng hình sự quy định không bắt buộc phải tạm giam đối với bị can, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng người bị bệnh nặng. Đối chiếu quy định trên, luật sư cho rằng con trai bà Nguyễn Phương Hằng hoàn toàn có thể đặt tiền để đảm bảo thay thế biện pháp tạm giam đối với mẹ mình. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng sẽ căn cứ vào tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bà Hằng cùng những điều kiện cụ thể về thay đổi biện pháp ngăn chặn mà pháp luật tố tụng hình sự quy định để chấp thuận hoặc là không chấp thuận việc đặt tiền đảm bảo của con trai bà Hằng.